Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, trước đây trong quan niệm của nhiều bà con thì mít được xem là loại cây trồng để ăn chơi, cho nên không được đầu tư đúng mức. Nhưng mà hiện nay, nhiều nhà vườn đã phất lên làm giàu từ mô hình trồng mít. Tại Sóc Trăng thì người nông dân còn áp dụng biện pháp xen canh cây mít để cho thu nhập kép. Đây cũng chính là mô hình hiệu quả mà chương trình muốn giới thiệu ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng có cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với cây lúa, hoa màu và cây ăn trái. Thời gian gần đây, cây mít mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Vì vậy, quá trình canh tác, nhà vườn đã dần đầu tư áp dụng nhiều giải pháp bón phân cân đối, kết hợp trồng xen canh cây có múi để vườn cây phát triển bền vững, đồng thời cho lợi nhuận kép. Tại đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu năm đến nay, giá mít, đặc biệt là mít Thái tăng cao kỷ lục. Nhà vườn trồng loại cây ăn trái này vì vậy mà cũng được bội thu. Với nhiều bà con, cây mít Thái trồng không tốn nhiều công sức chăm sóc, phân thuốc, có trái quanh năm lại được giá, trở thành cây trồng tiềm năng cho nhà vườn đầu tư thu lợi. Trước tôi có trồng đây như là nhãn, mà nhãn trắng á, rồi ngoài còn không có năng sức, cái tôi trở qua tôi trồng mận mà sẽ thống nổi. Tôi thấy trên đài nó quảng cáo nó mít Thái này có thể xuất khẩu, mình chuyển qua đốn mận bỏ chuyển qua mít Thái, mà nó ngay nhờ 3 năm nay giá cả nó cũng đều á, thu hoạch rất cao hơn cái kia gấp 10 lần mười mấy lần, mà nhẹ tiền chi phí luôn, phân thuốc nhẹ luôn, nhẹ tiền nhân công đó. Thành ra bây giờ tôi trồng tôi phải là dùng bọc, dùng gì lấy ra cho nó giảm ba cái thuốc trừ sâu thôi. Cái mít như vậy là trồng hồi trồng bây giờ là như được 5 tuổi. Hồi trồng xuống cây nhỏ tới giờ là ăn 3 mùa trái rồi. Cây nhãn, đầu này nó mình phải mướn người ta bẻ rồi lặt nó. Còn mít ở đây mình chỉ cắt ngang là xe mình đẩy vô nhà, mình khỏi cần lặt thì cho nó nhẹ chi phí, nó lãi cao hơn nhiều. Cái thời điểm là thường thường tháng 4, tháng 5, tháng 6. Là âm lịch của mình thì mít nó xuống năm nào cũng vậy, nó xuống cái dạng là 3 tháng thôi, còn bao nhiêu tháng là nó giảm giá. Nó từ 30 mấy, 40, 50, nhiều cái 50 mấy, nó đều hoài. Theo ông Thự và các nhà vườn nơi đây, giá mít Thái tăng từ đầu năm đến nay và hiện tại đang ở mức cao kỷ lục. Thương lái vào tận vườn để thu mua, mít loại 1 với giá từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký, còn mít loại 2 cũng có giá hơn 40.000 đồng một ký. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, cây mít nói chung, mít Thái nói riêng, tương đối dễ trồng và không tốn nhiều công chăm sóc. Khi trồng cần lên mô cao ở những vùng trũng thấp. Thời gian trồng khoảng 15 đến 20 tháng là cây cho thu hoạch, với một cây từ 60 đến 100 kg trái. Với giá bán trung bình 40.000 một ký, nông dân thu về 2 đến 3 triệu một cây, thu nhập cao gấp nhiều lần cây trồng khác. Cây khoảng thời gian trồng cây mít này từ ngày trồng nó khoảng cỡ 15 tháng, từ 15 tháng đến 18 tháng, 20 tháng không chừng, tùy theo mấy cái vườn trống á thì có thể là một như là 1 năm rưỡi. Có thể là bẻ một cây khoảng có được 6-70 ký, cỡ đó là khỏe đó. Nhiều khi cả 100 ký luôn. Nó lợi nhuận nó cao vậy đó, rất mau ăn. Và cái lúc mà thì phát hiện bị gì, ong bây giờ nó dễ đút đi, nếu mà mình xịt thuốc sâu hoài, nhiều khi kẹt mưa vào mình xịt không được, nó vẫn đút hư. Thôi mình dùng bọc, mình bọc lại, mình bọc trái mít đi cho nó nhẹ cái tiền chi phí thuốc sâu á, mà trái mít rất giữ được cái đẹp màu nữa, cái nước da nó trắng, tức là mà giảm chi phí tất cả, đủ thứ, một cái công xịt, nó giảm có thể là 80% với mình không bọc. Giai đoạn trồng trước khi mình mua cái giống về, mình lựa cái giống cho sạch, rồi mình phải khử trùng này nọ cho cái mít nó giảm cái độ bệnh. Nó mình đào mô rồi mình mở bầu ra, mình chất nửa trên nửa dưới á, cho nó chế đựng đào âm tháng mưa nó chậm phát triển hơn, rồi mình đào nó cao, đào mô cao nửa trên nửa dưới á, nó dễ phát triển lắm. Mình phải coi cây mít nó sung á thì mình để được 2 trái tùy theo, còn cây mít á, nếu 1 năm rưỡi á, nó cây nó không sung được, lá nó không chảng, mình để 1 trái thôi. Mình vẫn xài phân 20-15,
nhiều cái thời gian là xài phân cũng như là che mít cỡ khoảng chừng ký ngoài 2 ký, mình chỉ gãi nhẹ thôi, khoảng là 2 nắm phân là lỏng thôi, là nắm giờ đây mình gãi đi, nó nửa tháng mình gãi 1 cái còn bắt đầu trái hơi bự luôn, khoảng 7-8 ký mình dùng cũng 20-15, mình cộng thêm khoảng là nếu 10 ký mà 20-15 á, mình pha khoảng thêm ba ký cao ly nữa, bị cái tháng mưa á, mình quá trời với mít nữa bị thối, mình gãi quá trời kia nó thối, cái mít thì chịu cái chất cao ly nhiều hơn, nó ít bị thối nữa. Để tăng giá trị thương phẩm trái mít, ông Thự cũng áp dụng biện pháp bao trái để chống sâu hại, đảm bảo chất lượng quả. Việc bao trái này, theo ông, giúp giảm chi phí sản xuất đến 80%. Tại Sóc Trăng nói riêng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nông dân bắt đầu chuyển sang trồng mít Thái khá nhiều. Đa phần chọn trồng mít xen trong vườn cây có sẵn, số ít chuyển hẳn sang chuyên canh trồng mít. Tuy nhiên, với ông Thự, việc phát triển vườn mít theo hướng xen canh với các loại cây có múi có giá trị cao như bưởi, cam sẽ đảm bảo lợi nhuận lâu dài và mang tính chất bền vững hơn. Ngoài ra, chỉ cần nhà vườn nắm vững quy trình kỹ thuật, bón phân cân đối hợp lý, các loại này sẽ không ảnh hưởng hay cạnh tranh dinh dưỡng trong quá trình sinh trưởng, nông dân còn thu được lợi nhuận kép từ vườn cây. Sợ thời điểm là nó đương mít này nâng lên cao, sợ thời điểm sau nó rớt đi, mình phải xen cái cây bưởi vô á. Mình phải lo là sau này để là không thể là đốn cái mít đi rồi bỏ đất trống á, mình có thể xâm canh cây bưởi vô. Bởi vì cái cây bưởi với cây mít này, cây nào nó hàng của xuất khẩu, thành à nó vẫn nói là hàng này sau này xuất khẩu mạnh á, mình phải trồng cái đó. Mà một là cái cây mít này á, nó có thời gian mình trồng chỉ 1 năm rưỡi, mình bán có thể được 2 triệu, 3 triệu một cây, 1 triệu ngoài tùy theo cái tốt xấu á. Còn mình lấy cái đồng tiền mình nuôi là cây bưởi khoảng cả 5 năm này nó mới có thu hoạch nhiều. Cây mít á, nó lúc nào nó cũng che được cái cây bưởi thì nó nhờ cánh mà mát đó nó che. Theo các nhà khoa học, muốn cho cây mít sai quả nên trồng mít trên những vùng đất tốt, giàu dinh dưỡng, giàu muồng, đất có tầng canh tác sâu trên 1 mét, tốt nhất là đất thiệt pha sét, dễ thoát nước, tránh úng ngập. Bón nhiều phân, tủ gốc giữ ẩm, mùa khô tưới 2 đến 3 ngày một lần. Hàng năm bón bổ sung phân cho cây, nhất là những cây sai quả sau khi thu hoạch xong. Khi cây cao 1 mét, tiến hành tỉa cành, tạo tán. Sau mỗi vụ thu hoạch, cần tỉa cành một lần bằng cách chặt bỏ các cành mọc rậm trong tán, cành sâu bệnh, cành vượt, các chồi mọc thành búi ở thân cây, nhằm tập trung dinh dưỡng để nuôi cây, nuôi quả, nhằm kích thích cho cây phân hóa mầm hoa, ra hoa và kết trái. Nếu mà cái mình ăn qua được trái rồi, mình cũng dùng 20-15 di lân, là phân gà, phân chuồng như đó. Thêm một dôi mình gãi, rồi mình bầu xình tháng khô á, mình bầu xình lên, mình dưỡng, bù rễ, phân lân cho nó hạ ba phèn. Cái dôi cho nó cũng được bay di trùng, nó diệt được bở, nó bước ba cái phẩn. Trong đó mặt đất á, đất ở đây cũng như đất ăn gùa mà vẫn phèn, bởi vì cái tháng mưa nó bị hực cái chất phèn lên á. Mình cứ diệt như một năm vậy, có thể mình dùng 3 lần phân lân. Cái phân mà hữu cơ đó là điều đó là điều tốt cho bộ rễ nó phát triển nhanh đó. Nó mạnh nó mới cung cấp cho trái nổi cứ phèn luôn. Cái mùa mưa nước lúc nào vậy mình phải cái nước mương mình xiết khoảng chờ 20% thôi, xiết mương hơi cạn đó, mình giữ cho cái độ nước nó gõ, bị mưa dầm về cái nó có thể làm thúi ba cái rễ con trên mặt đất đó, vì cái mùa mưa mít nó đừng mang trái. Còn cái mùa nắng á, mình á, nước thì mình để cũng 50% thôi, mà phải cách ngày mình tưới ngày bằng máy. Nó hai cái việc nó khác nhau. Cái mít nhất là cái tháng mùa khô mình bỏ nước á, chứ mít nó nhẹ te, nó không có năng sức, nó bị xốp, nó mất ký dữ lắm. Trái mùa mưa thì là không bao giờ mất mà ký được. Mùa mưa mình phải xiết nước, cái mùa nắng như là nó như dứt mưa rồi bắt đầu mình đi phân rồi mình gãi lân vô đồ nào đó, mình đã trừ khử trước rồi, mình gãi giáp liếp vậy đó. Vì cái vườn mình trồng cây nhiều quá mình gãi đại giáp liếp đi, đừng hà tiện. Mình gãi đại đi cái mình dục xình lên thì cái phèn nó bị ấy rồi, nó không còn thực nữa. Trước khi trồng phải đào hố và bón lót. Đất xấu thì đào hố rộng 0,8 đến 1 mét, bón lót phân chuồng hoai mục, lân và vôi bột. Nếu trồng trên đất tốt thì hố rộng 0,7 đến 0,8 mét, sâu 0,6 đến 0,7 mét. Bón lót phân chuồng hoai mục, lân và vôi bột. Chú ý phải trộn đều phân các loại cùng đất lấp đầy miệng hố trước khi trồng 7 ngày.
Đặc biệt với giống mít Thái, việc bón phân cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây sinh trưởng khỏe mạnh và nuôi trái rất quan trọng. Để cây mít Thái có năng suất cao, bền vững, bà con cần bổ sung đúng thời điểm cây cần, giúp cây nhanh phục hồi và nuôi trái. Theo đó, nên chú ý bổ sung phân hữu cơ tạo độ mùn cho đất, giúp đất tơi xốp. Đây là môi trường cho vi sinh vật có lợi phát triển, phân hủy tạo mùn cung cấp cho cây. Việc bổ sung phân bón NPK để tăng năng suất cho cây cũng rất quan trọng. Do đó, bà con cần chú ý, tùy từng thời kỳ sinh trưởng, bón phân cân đối với tỷ lệ phù hợp. Chọn các loại phân có bổ sung trung vi lượng để cây đảm bảo năng suất và phát triển bền vững. Theo đó, ở thời kỳ xây dựng cơ bản, nên bón theo tỷ lệ 2:2:1. Thời kỳ kinh doanh, bón theo tỷ lệ 1:1:1.